Hello, xin chào tất cả các bạn. Có rất là nhiều các bạn đang chờ xem ngày thứ 2 và ngày thứ 3 tại Úc của Hòa như thế nào đúng không? Bây giờ thì Hòa sẽ kể cho các bạn nghe nha. Ngày thứ 2 của Hòa bắt đầu hơi muộn một xíu, khoảng 3 giờ chiều bên Úc. Mà các bạn biết không, ở bên Úc ạ, thì cứ đến 5-6 giờ chiều là tất cả các cửa hàng cũng như là các nơi shopping đều đóng cửa. Cho nên ngày thứ 2 thì Hòa cũng không đi được đến nhiều nơi cho lắm. Ngày thứ 2 thì có các bạn bè của Phúc ở bên Úc ạ, đưa Hòa với Phúc đi chơi bằng tàu và di chuyển tàu đến những con đường thật là đẹp. Và mọi người có thể thấy những bức ảnh của Phúc được chụp ở những nơi nhìn có vẻ rất là chất, nhưng đó chính là những con đường mà người ta đang sửa chữa. Còn Hòa thì Hòa thích đi dạo ở những cái nhà có cái gạch đỏ đỏ này để nhìn cho nó giống ở nước ngoài. Nói chung là mình cứ đi dạo rất là tự tin như thế này thì cảm thấy rất là thoải mái và không khí rất là trong lành. Đây là một nơi rất là đẹp và Hòa thấy những căn nhà như thế này thì Việt Nam không có, cho nên là Hòa quyết định đứng đây để giang tay ra cho mọi người nhìn thấy. Nhưng mà còn một điều quan trọng hơn mà Hòa muốn kể cho tất cả mọi người, đó chính là Hòa đã được gặp rất là nhiều các bạn, các em, các anh chị du học sinh ở bên này. Nói chung là đang đi ngoài đường á, thì các bạn ấy nhìn thấy và đã chạy đến xin chụp hình. Hai bạn nhỏ ấy rất là dễ thương và còn rất là nhiều người khác nữa, nhưng mà Hòa không quay clip lại được. Nói chung là ngày thứ 2 được ý nghĩa bởi là Hòa được gặp các bạn fan, các bạn khán giả ở bên này khi mà đang đi dạo ở ngoài đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý Hòa và Phúc nha. Ok, bây giờ là đến ngày thứ 3. Trời ơi, đêm qua vừa gội đầu cho nên là tóc đang hơi rối một tí. Nhưng mà nói chung trong gió thì vẫn cứ là ok la. Hiện giờ thì Hòa đang nhìn có vẻ hơi hối hả nhở. Hòa đang chạy ra chỗ xe đang chờ mình để di chuyển đến địa điểm diễn buổi tối. Đây chính là con đường mà Hòa sẽ di chuyển đến địa điểm buổi tối để biểu diễn. Lúc này thì mặt trời vẫn còn đang chiếu và có những khung cảnh ở trên đường thành phố Sydney rất là đẹp. Hòa hôm nay chọn phong cách ăn mặc khá là nước ngoài. Mình nói chung là đi sang nước ngoài không ai biết mình là ai, cho nên mình đi đứng rất là tự tin. Hòa đang dẫn mọi người đến ngoài khung cảnh nơi mà buổi tối Hòa biểu diễn. Đó, đây chính là nơi buổi tối Hòa sẽ biểu diễn. Ten 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 ten. Ok, mình cùng đi vào trong nha. Đến giờ tập band rồi. Không ở lại đây đêm nay. Vì đường xa còn gì lộng lẫy hơn. Có rất là nhiều người thắc mắc rằng là có phải Hòa đi sang Thái Lan cổ vũ chị Giang xong sau đó xin chị Giang bộ này luôn không? Nhưng thực ra thì không phải. Bởi vì Hòa thấy bộ này quá là đẹp cho nên Hòa đã bảo nhà thiết kế may cho chị Giang bộ này, may cho Hòa một bộ y chang. Lúc chiều thì Hòa tập band xong, sau đó thì Hòa về make up làm tóc, thật là
xinh đẹp để sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Có rất là nhiều các anh chị đã xin chụp hình và thể hiện tình cảm đối với Hòa, và Hòa cảm thấy rất là vui vì điều đó, bởi vì chẳng mấy khi mình được sang nước ngoài biểu diễn mà lại còn nhận được tình cảm của mọi người thì còn gì bằng nữa à. Quẩy của Hòa rồi đây. Cảm ơn quý vị khán giả đêm hôm đó rất là nhiều. Mọi người đã quá nhiệt tình, đã lên quẩy cùng Hòa, nhảy cùng Hòa, hát cùng Hòa, vui cùng Hòa. Nói chung là Hòa đã có những phút giây không thể nào quên được. Đúng là những phút giây mà mình đã từng ước mơ rất là lâu khi mà được sang nước ngoài biểu diễn. Cũng không biết bao giờ mình mới được quay trở lại và biểu diễn như thế này nữa. Nhưng mà Hòa mong mình sẽ càng ngày càng nổi tiếng hơn để có thể gặp gỡ mọi người, để có thể được mời và sang biểu diễn cho tất cả mọi người cùng xem. Đầu tiên em được sang nước ngoài biểu diễn và em cũng rất là run, nhưng mà em bị run quá nên em thành quẩy luôn. Đấy là mọi người có thể thấy những tiết mục đầu của em rất là quẩy, nhưng thật ra đấy là em đang run. Thế bây giờ em bình tĩnh lại rồi thì em chỉ có một món quà cuối cùng nữa thôi. Bởi vì thật ra em đi xuống nước ngoài thì em cũng mong là được hát bài hát của mình thay vì cover những ca khúc của người khác. Em xin được hát bài hát với tựa đề Tìm Một Nửa Cô Đơn để dành cho các bạn. Kết thúc show biểu diễn rồi và cũng đã kết thúc ngày thứ 3 của Hòa tại Sydney, Úc. Bây giờ thì Hòa đang đắp mặt nạ và ăn trái cây, sau đó thì đi ngủ để ngày hôm sau bay sớm sang Melbourne. Đây, Hòa chuẩn bị bay sang Melbourne để biểu diễn rồi, cũng là ngày thứ 4 mà Hòa ở Úc. Nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ 4 thì Hòa cũng không quay được gì cả, cho nên cũng không có gì để cho mọi người xem mất rồi. Nhưng mà Hòa hy vọng sẽ được quay trở lại để biểu diễn cho mọi người xem nha. Bye bye, see you.